Vâng, đạt tiêu chuẩn. Vâng. Tốt. Nguyên chất mít. Vâng. Bí đá này sau rồi. Vâng. Đó nên lần thứ hai đây bác đã xuống để vâng, đôi gỗ tùng 8 xin kính chào các bác nhé. Vâng, hiện tại là 10 giờ của ngày 27 tháng 12 năm 2021 rồi. Vâng, thì cháu rất hân hạnh được đón bác bác tên gì cháu? Bác Hồng ở xã Văn Bá. Văn Bá. Vâng, để về để ký duyệt bộ đồ thờ đây. Vâng, trước tiên bác đăng ký bộ cuốn thư đục tứ linh hóa đây. Tứ linh hóa. Vâng, chất liệu bằng gỗ mít. Vâng, trong đó có long ly quy phượng này. Và đầy đủ 4 linh vật. Vâng. Nổi bật nhất là đôi rồng hóa trúc. Đây, đôi trúc hóa rồng này rất là đẹp. Đây là cái còn đầu chúng tôi chưa gắn vào nhá. Nhìn rất chi là sắc nét đó nhá, nhìn rất là uẩn khúc à. Chất liệu hoàn toàn gỗ mita các bác. Vâng. Có kích thước là dài 1m97 là rộng là 97 phân. Và trên hình ảnh quý vị nhìn đây là bác Hồng nhá, ở xã Văn Bán. Rồi. Bộ tứ linh hóa. Tứ linh hóa. Vâng. Chúc. Rất là đẹp. Chúc hóa rồng này. Chúc hóa rồng. Vâng, được trên nền gấm là ba chữ Đức Lưu Qua. Vâng, kèm theo đây là một chiếc sập thờ cũng chất liệu gỗ mít chân 20. Vâng, đục là tứ linh lệch bằng giữa là chính giữa là đầu hổ phù. Và bên tay vải màn hình quý vị là một con rồng. Rồng bên này là phượng. Phượng và ly này. Quy này. Đấy, long ly quy phượng đủ 4 linh vật luôn. 4 chân là đầu đầu lân chân móng và có cũng có chữ lân đang bò ngược này. Rất là đẹp. Chất liệu là gỗ mít, hoàn toàn 100% loại mít. Còn trên cổ đường với chạm là mặt nguyệt nhé, hai bên hai dòng chầu mặt nguyệt. Và cái này có kích thước là 1m97 các bác nhé, rộng 97 và cao 1m17. Và làm theo kích thước của bác Hồng ở Văn Bán. Và đặt chúng tôi đây. Nghiệm thu mộc. Vâng, đây bác đã tận Văn Bán về đây. Nào có đạt tiêu chuẩn như mong muốn không bác? Vâng, đạt tiêu chuẩn. Vâng. Nguyên chất mít. Vâng. Bí đá này sau rồi. Vâng. Đó nên lần thứ hai đây bác đã xuống để ký duyệt đồ thờ của nhà Tùng Tám cháu đây. Vâng. Vâng. Thì thay mặt cơ sở cháu xin cảm ơn bác nhé. Vâng. Vâng, đã tin tưởng và đã sắm đồ ở cơ sở cháu. Vâng, cháu xin cảm ơn. Vâng. Vâng. Vâng, thì các bác nào có nhu cầu sở hữu bộ sập thờ như của bác Hồng ở Văn Bán này thì cứ xin liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhá. Cơ sở em là chuyên sản xuất gia công và lắp đặt đồ gỗ tự nhiên đây, cũng như đồ thờ giường tủ rồi thì là hoành phi câu đối các loại. Vâng, em xin lên chân thành cảm ơn ha.